Xin kính chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 50 ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống tiết thứ hai. Đó là chúng ta sẽ đi vào phần chu vi hình chữ nhật và chu vi hình vuông. Ở buổi hôm trước thì các em đã nắm được cái cách là chúng ta muốn tìm chu vi của hình tứ giác và chu vi của hình tam giác bằng cách là chúng ta lấy tất cả các cạnh kem cộng với nhau. Thế bây giờ chu vi hình chữ nhật thì chúng ta sẽ như thế nào? Chu vi hình chữ nhật thì các em cũng lấy các cạnh kem cộng với nhau, tức là chúng ta lấy 5 này, kem cộng với 3, cộng với 5, cộng với 3. Ở đây là có hai con số 5 cộng với nhau và có hai con số 3 cộng với nhau, thì các em sẽ đặt 5 cộng với 3 trong ngoặc nhân 2 lần lên. Đấy, thực ra thì nó cũng là tất cả các cạnh cộng với nhau đấy. Và chúng ta có, sau khi mà chúng ta biến đổi thì chúng ta sẽ thấy là lấy cạnh chiều dài này, kem cộng với chiều rộng này, trong ngoặc nhân với 2. Như vậy, muốn tìm chu vi hình chữ nhật thì các em lấy chiều dài cộng với chiều rộng, nhớ là cùng đơn vị đo, rồi trong ngoặc kem nhân với 2 cho cô. Sang tìm chu vi hình vuông. Chu vi hình vuông thì các em cũng lấy bốn cạnh kem cộng với nhau. Này, lấy 5 cộng 5 cộng 5 cộng 5. Bởi vì là hình chữ nhật và hình vuông thì nó là cũng là nằm trong thuộc hình tứ giác. Đấy. Nó cũng là hình tứ giác, cũng là hình có bốn cạnh. Như vậy thì các em sẽ lấy tất cả các cạnh các em cộng với nhau. Đúng không? Như vậy lấy 5 cộng 5 cộng 5 cộng 5. Ở đây có bốn con số 5 cộng với nhau thì các em có thể viết là bằng 5 nhân với 4 để ra kết quả bằng 20 cm. Vậy muốn tìm chu vi hình vuông thì ngoài cái cách là chúng ta lấy các cạnh cộng với nhau thì các em có thể lấy một cạnh kem nhân với 4 nhá. Nhớ, chu vi hình chữ nhật thì lấy chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo trong ngoặc nhân 2. Còn chu vi hình vuông thì các em lấy một cạnh kem nhân 4. Bây giờ chúng ta đi vào một số các cái bài tập ở đây. Bài tập số 1. Người ta cho cạnh hình vuông rồi, yêu cầu tính chu vi hình vuông. Vậy các em chúng ta vừa học xong, muốn tính chu vi hình vuông thì các em sẽ lấy độ dài một cạnh kem nhân 4 lên. Nếu cạnh hình vuông là bằng 6 thì các em lấy 6 nhân 4 bằng 24 cm. Phải không nào? Nếu cạnh bằng 8 thì các em lấy 8 kem nhân với 4 lên. 8 nhân 4 thì bằng 32. Như vậy chu vi của hình vuông này sẽ bằng 32 m. Các em điền vào đây cho cô là 32 m. Nếu các em có điền vào thì hãy dùng bút chì. Tiếp theo, nếu cạnh bằng 7, cạnh bằng 7, chu vi hình vuông lấy cạnh nhân 4, như vậy lấy 7 nhân 4 thì bằng 28 cm. Bây giờ cạnh của hình vuông là bằng 10, chu vi thì chúng ta lấy cạnh nhân với 4, tức là 10 nhân 4 bằng 40. Đơn vị của cạnh là mét thì đơn vị chu vi cũng là mét. Cô chuyển sang bài tập số 2. Những bạn nào mà chưa xong bài tập số 1, các em hãy dùng một chút để làm cho xong. Bài tập số 2 yêu cầu các em là tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài là bằng 6 cm và chiều rộng 4 cm. Cái câu A này người ta đã làm mẫu cho các em rồi. Muốn tìm chu vi hình chữ nhật, các em lấy chiều dài cộng với chiều rộng này, đây cùng đơn vị đo rồi này, là cm rồi, trong ngoặc nhân với 2. Có ngoặc thì các em thực hiện trong ngoặc trước, lấy 6 cộng 4 bằng 10. Sau đó lấy 10 nhân với 2 thì bằng 20. Đơn vị phía trên, đơn vị của chiều dài chiều rộng là cm, thì đơn vị chu vi cũng là cm và đáp số là 20 cm. Tương tự như thế, chúng ta sẽ cùng đi vào bài tập số 2B và bài tập số 2C. Bây giờ chúng ta sẽ có bài tập số 2B như sau. Chiều dài là bằng 8 m, chiều rộng bằng 2 m. Đơn vị của chiều dài và chiều rộng cùng đơn vị đo là mét rồi. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm chu vi hình chữ nhật. Cô có bài tập số 2B.
Ta có chu vi hình chữ nhật là muốn tính chu vi hình chữ nhật, các em lấy chiều dài cộng với chiều rộng. Cái này cùng đơn vị đo rồi, trong ngoặc nhân với 2. Có ngoặc thì các em nhẩm trong ngoặc trước, ta có 8 cộng 2 bằng 10. 10 nhân với 2 bằng 20. Đơn vị ở đây là mét. Vì sao? Bởi vì là cạnh có đơn vị là mét thì chu vi cũng có đơn vị là mét. Đáp số mét. Sang câu C. Chiều dài 15 dc và chiều rộng là 10 dm. Như vậy chúng ta cũng có chu vi hình chữ nhật. Kem lấy hai cạnh kem cộng với nhau. Trong ngoặc nhân với 2. Như vậy lấy 15 kem cộng với 10. Trong ngoặc nhân 2. Ta có 15 cộng với 10 thì bằng 25. 25 nhân với 2 thì bằng 50. Đơn vị là decimet. Đáp số 50 decimet. Xong được bài tập số 2. Những ai chưa xong bài tập số 2, các em hãy dừng lại để tiếp tục làm cho xong bài tập số 2 nhé. Cô chuyển tiếp sang bài tập số 3 như sau. Có bài tập số 3 này. Có 3 que tính xếp thành một cạnh của hình vuông. Tớ dùng các que tính xếp thành một hình vuông. Hỏi Nam cần bao nhiêu que tính? Như vậy chúng ta có nha. Đố em biết Nam cần dùng bao nhiêu que tính để xếp thành một hình vuông có cạnh gồm 3 que tính như cái hình vẽ trên. Như vậy, trong hình vuông thì có mấy cạnh? Hình vuông thì các em nhớ là có 4 cạnh bằng nhau. Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau, mà mỗi cạnh ở đây là 3 que tính, cần đến 3 que tính. Như vậy, số que tính để xếp thành hình vuông, cứ mỗi cạnh là có 3 que, mà có 4 cạnh thì các em lẽ lấy là 3 kem nhân với 4 thì sẽ bằng 12. Như vậy là bạn Nam này sẽ cần đến 12 que tính để xếp cái hình vuông này. Vậy chúng ta sẽ trình bày sang đây bài tập số 3 như sau. Có bài tập số 3. Ta có bài giải. Nam cần dùng số que tính để xếp thành hình vuông. Nam cần dùng số que tính để xếp thành một hình vuông.
để xếp thành một hình vuông. Có cạnh gồm 3 que tính. Nam cần dùng số que tính để xếp thành một hình vuông có cạnh gồm 3 que tính là: cứ một cạnh thì cần dùng đến 3 que tính mà hình vuông có 4 cạnh. Như vậy chúng ta sẽ lấy 3 nhân với 4 bằng 12 que tính. Đáp số là bằng 12 que tính. Như vậy là trên đây cô và các em đã vừa đi xong được tiết 2 của bài 50 ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 3 bộ sách kết nối. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.